Hello xin chào tất cả anh em thì hôm giờ cũng lâu rồi anh em mình mới uh, cập nhật lại những cái dòng cá bên chạy của mình ha thì ngày hôm nay mình sẽ xả hoài dòng cá bé màu ở bên chạy của mình đó thì cái dòng đầu tiên nha anh em là dòng Dumbo Big Air ha thì cái bộ này là bộ lưng trắng Latinum đây là một cái clip mình quay uh, thực tế nhất có thể cho anh em quay xem ha là cái bộ Dumbo ở bên mình á là Dumbo tay bê tròn và đợt này á và mình sẽ đao giá xuống cho anh em chơi là 50k một cặp nha anh em đó và đặc biệt nữa là mình sẽ bao cho anh em làm giống luôn đó anh em khá là chất lượng ha cái bộ đêm ở bên mình lên cái lên cái đề con nó rất là đều nha anh em bên hai thì mình lên tầm đâu đó tầm 10 15 tới 16 dòng cá mấy màu đó nè đó rồi tiếp tục là dòng full jet blue nha anh em thì full jet blue đợt này cái size cá nó cũng khá là to anh em và lên màu cái màu rất là chất lượng rồi cái này là mình đang quay cả trống và cá máy trong cái hồ nuôi cho anh em xem ha thì đợt này mình sẽ xả cho anh em là 10 cặp 200k Đó tính ra nó có 10 000 một con hả anh em Mà anh em mua từ 30 cặp á Thì mình đi cho anh em là 500k ha Mình miễn phí ship cho anh em luôn Đó giá cực kỳ mềm nha anh em Thì do là số lượng mình lên cái số chạy mình có lên được cái số lượng lớn ha Nên là mình đi cái giá mềm cho anh em mình chơi tết luôn ha Thì mình đảm bảo với anh em luôn là những cái dòng cá ở bên mình á thì như là ví dụ như là cái dòng full cách blue á thì mua về tầm một hai tuần là anh em sẽ có các con cho anh em chơi cho anh em cho anh em có các con để trải nghiệm luôn đó rồi tiếp tục nó là dòng metal blue tail nhé, anh em à, uh, metal blue Tail này thì cá nó còn hơi tơ nha anh em nhưng mà cái 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 thằng của nó nó lên full vẫy metal hết rồi cái này thì mình đi cho anh em á là cái giá cực kỳ mềm luôn anh em thấy cái màu rất là sạch ha mà cái vẫy lên rất là sáng luôn đó cái này thì mình đi cho anh em là 40 k một cặp anh em mua combo 5 cặp á thì mình đi cho anh em là 150k đó, giá khá là chất lượng nha anh em. Thì do là mình bị cảm á anh em nên là mình nói chuyện nó không có được rõ cho lắm á, à, anh em thông cảm giúp mình ha. À, thì anh em muốn mua những cái dòng cá nào ở bên mình á thì anh em uh, liên hệ qua Zalo cho mình hoặc là anh em gọi trực tiếp cho mình bằng trên số điện thoại là trên góc phải màn hình nha anh em. Rồi tiếp tục là dòng sọt nha anh em. sọt này đợt này mình form nó lên cái body khá là ok và cái màu lên cực kỳ ổn mà anh em và cái size nó to hơn đặc hẳn rồi. Nên là mình đi cho anh em là giá lẻ là 40k một cặp ha Còn anh em nào bắt combo 5 cặp á Thì mình đi cho anh em là 150k nha Ở đây thì mình sẽ ship đơn từ 200k trở lên à, Anh em lưu ý với mình ha Mình ship đơn từ 200k trở lên nha anh em Và phí ship sẽ là 40k trên một đơn ha Còn anh em nào mà mua đơn từ 500k trở lên á Thì bên chạy mình sẽ hỗ trợ và miễn phí ship cho anh em ha Và thùng shop Thùng shop ở bên mình thì mình sẽ không lấy phí nha anh em Mình miễn phí thùng shop cho anh em ha Đó. Rồi tiếp tục là dòng uh, full gold ghi bông tay bơm bớm hàng full nắp sành nha anh em đặt này mình xả cho anh em chơi ha hàng này là hàng tiễn giống full vẫy giáp thăng ở bên chạy của mình nó full vẫy đầu lên tới cái mỏ luôn á anh em nhìn cái bộ vẫy lên rất là chất lượng ha đó cái này thì mình đi cho anh em là 120 k một cặp anh em bắt combo 3 cặp á thì mình đi cho anh em là combo 3 cặp sẽ là 300 k ha hàng này là hàng tiễn nha anh em tay bê dài nha và hàng tiễn là nó full vẫy giáp thăng luôn mình bao cho anh em từng một cái vẫy luôn đó khá là chất lượng nha anh em và ở đây là mình show trên một cái tay là anh em có thể so sánh cái sao cái say cá và cái uh, uh, cái say cá và cái ngón tay của mình ha anh em say cá là say cá 3 tháng anh em thích hợp dành cho anh chị em nào mà về ghép sinh sản để dành mà chơi tết ha đó rồi tiếp tục là dòng bờ lưu thật răng thì bờ lưu thật răng đợt này mình sẽ xả theo số lượng nha anh em là xả một lần 10 cặp cho anh em chơi ha là 10 cặp sẽ là 180k thì tính ra nó có 9.000 đồng một con hả anh em đó giá cực kỳ mềm nha dành cho anh em nào mà thích sinh sản số lượng hoặc là anh em mà uh, mua về để thả thí sinh cũng được nha và đặc biệt là ở bên chạy của mình bán cho anh em là toàn bộ là cá thần chủng hết nha anh em thần chủng ghen hết ha đó cái này thì mình đi cho anh em giá khá là mềm hả anh em uh, nếu mà anh em bắt combo 5 cặp thì mình đi cho anh em là 100k ha còn anh em mà bắt combo như là mình, mình xả theo là một lần là 10 cặp anh em bắt 10 cặp thì mình đi cho anh em là 180k thì cũng gần Tết rồi anh em nên là mình cũng tranh thủ để xả những cái dòng cá nào mà có số lượng bên chạy của mình đó, đó. rồi tiếp tục là dòng rồng đỏ hắc môn tia nha anh em đó hắc môn là đuôi to đuôi tròn ha ở đây thì mình quay cho anh em xem là có cả trống và cá máy cho anh em xem Body nhìn rất là lực nha anh em đó thì đợt này mình đi cho anh em là giá 60k một cặp cho một cái hàng body lực và đuôi tia và đuôi tròn đuôi đẹp như thế này ha. Đó, 60k một cặp anh em bắt combo 5 cặp á, thì mình đi cho anh em là 250k tí xíu nữa ở gần cuối clip á, thì mình có những cái hàng giá mềm hơn cho anh em chơi cũng như là những cái dòng cá mà chơi tấp view quá anh em nhìn từ trên xuống á. À. À, ở bên chạy của mình á, thì mình có ship toàn quốc nha anh em ship toàn quốc trên bản đồ Việt Nam của mình ha và mình có bảo hành cá sống khỏe tới tặng tay cho anh em À, lúc mà anh em nhận được cá là anh em được quyền kiểm tra cá của mình mua trước khi thanh toán cho shipper ha. Ở đây thì mình có hỗ trợ ship code cho anh em. Nên là anh em mình cứ việc yên tâm khi mà lên đơn ở chạy mình ha. Đó. À, anh em nhận cá mà có cái vấn đề gì xảy ra là bên chạy của mình hoàn toàn chịu trách nhiệm hết nha anh em. Đó. Rồi đây là Angueri PDS nha anh em. Thì đợt này mình phơm lên cá nó rất là ok vậy, anh em. Đuôi nó rất là đuôi rất là to và tròn rồi. Và cái vây nó cũng khá là ổn nữa anh em. Đó cái máy thì body anh em thấy là nó rất là liền ha, rất, rất, rất là lực và liền luôn mình thì mình đi cho anh em với cái giá cũ cho anh em ha, là 50k một cặp anh em bắt combo 5 cặp thì sẽ là 200k rồi tiếp tục là dòng mà tiễn cho anh em, hàng tiễn giống ở bên chạy của mình đợt này mình mới bán cho anh em mà nên là mình bán có 5 chiêu thôi nha anh em nên là anh em nào mà cần hàng mà tiễn như thế này thì anh em liên hệ qua zalo cho mình ha đó Dumbo Hackmon BDS dán, à, tiễn dán sọt nha anh em cái này là trong cái bộ sọt body đã ra nên là mình bán cho anh em là bán hàng dáng sọt ha đó thì mình đi cho anh em là 200k trên một chiêu là một chống hai máy nha anh em đó là ba con ha một chống hai máy thì sẽ là 200 k cho anh em mình chơi ha dành cho anh chị em nào mà thích sưu tầm những cái dòng mà hàng giống như thế này nha anh em anh em thấy cái đuôi nó rất là to luôn và cái đuôi cái đê nó nó móc anh em cái đuôi nó móc ra phía trước luôn á là anh em biết được cái bộ game nó cực kỳ mạnh này ha đó rồi tiếp tục là dòng blue tobat anh em blue tobat bds bộ đuôi tròn và bay tròn ha đó, cá thì mình đang phơm trên hồ kính và mình đang quay cho anh em xem là một uh, bài cá thực tế nhất có thể ha. Cái này thì mình đi cho anh em là 80k một cặp. Anh em bắt combo 5 cặp á, thì sẽ là 300k. Cá hiện tại mà mình bán cho anh em á, là nó chưa có bung hết hoàn toàn nha anh em. Sau khi mà anh em nuôi thêm tới hai tầng nữa hoặc là từ hai tới ba tuần nữa thì con cá nó sẽ bung bự hơn hiện tại ha. đó Nhưng mà cá hiện tại thì nó đang rất là sung và khỏe nha. Dành cho anh chị em nào mà thích chơi trên tả trên hồ kính đó anh em thì anh em có thể bắt lại anh em có thể bắt là blue bass hàng mà đuôi to vai to như thế này để về chơi hậu kính cái này thì anh em nên nuôi nền màu đen nhé thì nó sẽ đẩy được cái tông màu con cá mình lên đẹp hơn nha đó tại vì hiện tại là mình đang quay cho một cái nền màu đen đó nè rồi tiếp tục là dòng rồng xanh indo nha anh em rồng xanh indo này thì cũng khá là quen thuộc khi mà anh em theo dõi kênh của mình nữa ha đợt này thì mình đi cho anh em là 40k một cặp anh em bắt combo 3 cặp á, thì mình đi cho anh em là 100k giá khá là mềm nha anh em và cái xây cá hiện tại nó cũng là 3 tháng rồi ở đây thì mình quay có cả trống và có cả máy cho anh em xem nè anh em thấy cá trống thì đuôi nó rất là to ha và con cá máy thì cái đuôi nó bình thường hả anh em nhưng mà mình quay cho anh em xem luôn là biết được con cá máy nó như thế nào ha đó xanh Indo nha anh em anh em có thể thả tấp view cũng được cũng như là thả những cây nhựa thùng xốp ao sen cũng được ha và anh em nuôi trên hồ kính cũng được luôn đó rồi tiếp tục là dòng mà hàng tiễn giống ở bên chạy của mình nha anh em Là full gold ghi bông Hàng lo nghe full nắp sành Đó anh em thấy là cái màu con cá nó rất là chất lượng ha Và cái vây lưng của nó rất là siêu đẹp luôn nha anh em Hai tờ bê khá là dài tí xíu nữa mình sẽ quay hai cái tay bê nó cho anh em xem Đó Thì cái này là mình đi cho anh em là hàng tiễn giống ở bên chạy của mình nha Nên là mình đi cho anh em là 200k một cặp 200k một cặp là hàng đợt này là nó mềm hay đợt thẩm á anh em Đợt hẳm mình đi cho anh em là 300k lên Nhưng mà đợt này mình còn cũng đâu đó cũng hai ba chục đôi ấy. nên là mình đi cho anh em là 200 k một cặp ha đó xay cá thì nó cũng 3 tháng hết rồi nè anh, anh em thấy bao điện cá rất là đẹp ha và cái màu lắc và cái hai tay bơi nhìn rất là chất lượng luôn đó thường thì gần tết đó anh em là những cái dòng cá mà màu vàng hoặc là màu đỏ ấy, thì ở việt nam mình rất là nhiều anh em ưa chuộng luôn đó rồi tiếp tục chuyển sang là màu đỏ hàng ghi bông nha anh em là coi ghi bông hàng tay bơi bớm ha thì cái này hiện, hiện tại là xây nó cũng 3 tháng rồi anh em À, đợt này mình đi cho anh em với cái giá cũ ha là 50k một cặp. Anh em bắt combo 5 cặp á, thì mình đi cho anh em là 200k. Còn anh em nào mà bắt được 15 cặp á, thì mình đi cho anh em là 500k mình miễn phí ship cho anh em luôn ha. Đó, cá thì như video mình quay cho anh em xem ha. Lên cái đầu rất là đỏ và tươi nha anh em. Và nó có những cái cọng ghi bông ở dưới bụng và nó có hai cái tơ bơi khá là dài luôn. Là anh chị em mình thích uh, thả tấp view cũng được cũng như là anh em thả thùng sáp à, thì nhìn từ trên xuống thì nó cũng đẹp ha. Và anh em thả trên thùng kính thì anh em nhìn ngang nó cũng được luôn. Đó. Rồi tiếp tục là dòng gồng đỏ tia latinum nha anh em. Thì dòng đỏ tia latinum này thì cái đợt này mình đi cho anh em là cái giá cũng như đợt hãm nha anh em là 40k một cặp ha. À, anh em bắt combo 5 cặp á thì mình đi cho anh em là 150k. Thì cái dòng cá này dành cho anh chị em mà thích à, thích nhìn từ trên xuống á là nhìn mình chơi top view á anh em là anh em có thể nuôi trên thùng sáp hay là những cái khay nhựa cũng được ha. Đó. Thì cái này anh em nuôi từ trên xuống và anh em nuôi cái nền đen hoặc là nuôi những cái cái chậu kiển đó, thì anh em sẽ thấy được cái lưng lên rất là sáng ha cái, những cái vẫy ra tinh nè đó vẫy là lên hai cái bên nó lên một cái màu xanh giống như là cái màu kim tiến nhìn rất là chất lượng ha nè rồi tiếp tục là dòng cá rồng xanh tia latinum đó thì hồi nãy là gồng đỏ là đuôi đỏ nha anh em còn đây là gồng xanh và nó là đuôi xanh và lên một cái thân cái thân latinum màu xanh luôn cái này thì mình đi cho anh em á, là 60 k một cặp anh em lấy combo 5 cặp á, thì mình đi cho anh em là 250 k ha đó. Đơn từ 500k trở lên thì bên chạy của mình sẽ miễn phí ship cho anh em ha Còn anh em nào mà ở Cần Thơ á Thì anh em có thể ghé chạy của mình Cũng như là tham quan hoặc là anh em muốn lựa chọn những cái dòng cá mà mình yêu thích nhất có thể ha Thì anh em nào muốn ghé thì anh em có thể gọi điện trực tiếp cho mình trước Rồi mình sẽ hỗ trợ và đón cho anh em nhiệt tình hơn ha rồi tiếp tục có dòng uh, abino full golden nha anh em thì hàng này là hàng uh, full game nó là bắt đỏ thịt vàng nha anh em anh em thấy cái, cái con mắt là màu đỏ ha thì cái bộ này á uh, anh em có thể nuôi nền nào cũng được hết anh em nuôi nền đen nền xanh nền đỏ nền vàng miễn là anh em thích là được đó cái này mình đi cho anh em là 40k một cặp ha còn anh em lấy combo 5 cặp á thì mình đi cho anh em là 150k anh em thấy là uh, thịt nó rất là vàng ha dành cho anh chị em nào mà thích nuôi những cái nền đen thích nuôi full gold mình ôn nền đen đó anh em nó không có bị tuột màu hoặc là tuột vẫy luôn mình đảm bảo với anh em luôn đó rồi tiếp tục là dòng cá chơi thủy sinh nha anh em dòng cá cuối cùng trong một cái clip ngày hôm nay ha là sọc ngựa cánh tiên sọc ngựa cánh tiên này thì mình sẽ đi theo combo cho anh em là combo 20 con nó có ba màu xanh màu đỏ và vàng nha anh em đó xanh đỏ vàng combo ba màu cho anh em là 20 con ha combo 20 con như thế này cho anh em chơi là 170k đó thì anh em nào mà muốn mua những cái dòng cá nào ở bên mình thì anh em chụp màn hình lại anh em gửi qua Zalo cho mình ha rồi mình sẽ hỗ trợ và chốt đơn cho anh em à, cảm ơn tất cả anh chị em mình đã theo dõi video của mình chúc tất cả anh chị em mình nuôi cá thành công nha